Cô Lan thân mến chào tất cả các bạn học sinh lớp 3 trường tiểu học Trung Nhất. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong tuần học 28 với bài ôn tập bài hát tiếng hát bạn bè mình. Và chúng mình sẽ cùng nhau tập kể khúc nhạc và viết khóa sau nhé. Chúng mình cùng tìm hiểu bài này gồm có những nội dung gì. Bài học ngày hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu 3 hoạt động. Thứ nhất, ôn tập bài hát. Thứ hai, tập kể khúc nhạc và viết khóa sau. Thứ ba, lắng nghe cô dặn dò. Chúng ta cùng đi vào hoạt động đầu tiên nhé. Chúng ta cùng nhau đi vào hoạt động số 1. Đó là ôn tập bài hát tiếng hát bạn bè mình. Ở phần này các bạn sẽ tự kiểm tra mình đã thuộc bài chưa, bằng cách đó là các bạn hãy để sách trước mặt nhưng các bạn không nhìn vào sách nhé, và thử tự hát. Và nếu sau khi hát xong bài hát này rồi mà câu nào, chữ nào, đoạn nào các bạn chưa thuộc, các bạn hãy lấy viết ra và gạch chân ở phía dưới. Sau đó chúng ta sẽ ôn đi ôn lại nhiều lần những chỗ mình chưa hoàn thành tốt. Sau khi mình cảm thấy đã hoàn thành tốt rồi, mình gấp sách lại và lúc này chúng ta sẽ hát đến hết bài. Hát đến hết bài đã tốt rồi, các bạn hãy ôn cho cô 2 đến 3 lần bài hát này. Sau đó chúng ta sẽ tự hát và kết hợp với vỗ đệm theo tiết tấu lời ca. Tiếp theo thì cô, nếu như bạn nào đã hoàn thành hai cái bước vừa rồi, đó là học thuộc bài hát ha và vỗ tay theo tiết tấu lời ca, thì cô dành cho các bạn một tràng vỗ tay thật to nè. Và sau đó thì chúng mình sẽ cùng nhau hát kết hợp với múa nhé các bạn. Ở phần này thì ở trên lớp các bạn sẽ được nhìn trực quan cô hướng dẫn các bạn cách múa đúng không? Nhưng mà ở trên này thì cô sẽ nói các bước và các bạn sẽ cố gắng lắng nghe và thực hiện cho đúng. Nếu như bạn nào mà nghe cô nói hơi nhanh hoặc chưa kịp thì các bạn có thể tua lại từng đoạn để mình nghe và mình thực hiện từng câu từng đoạn cho đúng nhé các bạn. Rồi, trước tiên là động tác 1 là câu hát 1 và câu 2 các bạn ạ. Ở câu thì cô đã chia câu cho các bạn ở tuần trước rồi nhé. Động tác 1 là chân bước một bước sang phải nè. Đồng thời các bạn nâng hai cái tay hướng về phía trước và xoay người sang trái rồi xoay người sang phải. Sau đó các bạn lặp lại động tác trên nhưng các bạn lại đổi hướng. Rất đơn giản đúng không các bạn? Rồi chúng ta vào động tác 2 là câu 3 và câu 4. Ở động tác này lại đơn giản hơn nữa. Đó là các bạn có tưởng tượng ra cái cánh tay của mình là cánh chim nha các bạn. Rồi hai tay dang ra hai bên. Động tác chim vỗ cánh bay và chân nhún nhịp nhàng theo tiếng nhạc nha. Rồi, động tác 3 ở đây là câu 5 và câu 6. Ở động tác này nếu ở trên lớp thì con sẽ được thực hành với các bạn, đó là mình sẽ quay mặt vào bạn. Nhưng bây giờ ở nhà thì mình cũng cứ tưởng tượng như là đang có bạn mình bên cạnh nhé. Và mình sẽ thực hiện như sau. Hai học sinh quay mặt đối diện vào nhau và các bạn vỗ tay, nghiêng người sang phải, nghiêng người sang trái và chân nhún theo nhịp điệu nhịp 2 nhé các bạn. Rất dễ đúng không nè. Mình hình dung như mình đang đứng với bạn mình và xoay sang bên cạnh bạn mình cùng bàn với mình đó. Rồi, chúng ta sang động tác 4, tức là câu 7 và câu 8. Ở đó, câu 7 và câu 8 thì lúc này các bạn lại vẫn đang ở cái tư thế là hai bạn quay mặt vào nhau đúng không? Nhưng lúc này mình không vỗ tay nữa mà mình sẽ nắm tay nhau và đung đưa. Rồi buông tay, giơ cao và lắc lắc bằng cổ tay. Được chưa các bạn? Đấy là toàn bộ 4 động tác ở trong bài hát tiếng hát bạn bè mình. Nếu như các bạn nghe cô hướng dẫn hơi nhanh, các bạn hãy tua lại và nghe lại nhiều lần để xem cô hướng dẫn các bạn múa như thế nào để mình thực hiện cho đúng, để khi vào trường các bạn múa lại cho cô xem nhé. Rồi sau khi các bạn đã múa tốt rồi thì các bạn sẽ đến phần tiếp theo. Đó là chúng mình sẽ cùng nhau biểu diễn nhé các bạn. Ở phần biểu diễn này, cô yêu cầu các bạn đứng lên. Nếu như bạn nào có gương, có thể đứng trước gương cũng được các bạn ạ. Để mình xem thử cái hình thể của mình khi mình biểu diễn như vậy đã đúng như cô hướng dẫn chưa? Đã thật sự tay chân thoải mái và khi hát mình đã hát đúng như những gì cô hướng dẫn hay chưa? Nếu như bạn nào không có gương thì mình có thể là nhờ ông bà, cha mẹ hoặc người thân mình hỗ trợ cho mình phần này nhé. Để xem mình thực hiện tốt hay không ha.
Rồi bây giờ cô sẽ mở nhạc và các bạn sẽ hát theo theo tiếng nhạc nha các bạn. Ở phần biểu diễn này cô lưu ý các bạn như sau. Thứ nhất là các bạn phải hát rõ lời ca, hát đúng tính chất của bài là tươi vui và nhịp nhàng. Và khi các bạn biểu diễn thì khuôn mặt các bạn phải nhớ là tươi vui, các bạn không được buồn nha. Bởi vì bài này rất là vui và rất là đáng yêu mà các bạn hát với khuôn mặt buồn và căng thẳng thì không đúng tính chất của bài rồi. Vì vậy cho nên các bạn hát phải tươi vui lên. Và sau đó là các bạn thực hiện các động tác. Có thể là lần 1, lần 2 các bạn thực hiện chưa tốt, nhưng nếu các bạn biểu diễn liên tục vài lần thì cô tin là các bạn lớp 3 trường tiểu học Trung Nhất múa sẽ rất đẹp bài này ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc và hát múa theo nhạc ha. Các bạn nhớ cố gắng vào nhạc cho đúng nha con. Nào, đưa người sang trái, sang phải đều theo nhịp. Bắt đầu. Tương ứng như năm cái dòng kẻ của các bạn ở trong vở của mình, thì khi kẻ mình cũng kẻ
tương đương với lại cái dòng kẻ đó nhé. Và nó có tất cả là 4 khe nè, rất là dễ. Bây giờ cô yêu cầu các bạn thực hành cho cô qua vở nhát 1 đến 2 lần. Sau đó khi mà mình đã thực hiện tốt rồi thì mình sẽ ghi vào trong quyển vở ôn tập. Các bạn nhớ khi mà điểm đầu của khung nhạc các bạn bắt đầu, thì các bạn nhớ khi kết thúc ở đâu thì cái dòng kẻ thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5 nó cũng phải kết thúc ở đó để cả hai đầu đều bằng và đẹp như nhau nhé. Tránh trường hợp là chúng ta không có canh hàng được tốt, cho nên là hàng đầu, hàng thứ 2, thứ 3 nó bị xê dịch đi, nó không có được đẹp mắt nha các bạn. Và để làm được điều này, nếu như chúng ta không canh được tốt thì chúng ta cố gắng ví dụ như bắt đầu từ điểm đầu đến điểm cuối của cái dòng nhạc số 1 đi các bạn. Chúng ta quyết định là sẽ kẻ khuôn nhạc này là tất cả là 9 ô đi, ví dụ vậy nha các bạn. Thì chúng ta sẽ chấm ở những cái ô số 9 đó, để khi mà mình kẻ xuống thì mình sẽ biết được rằng mình kết thúc ở đó. Thì những cái dòng kẻ tiếp theo mình sẽ kẻ rất là thẳng và đẹp, được chưa các bạn? Rồi chúng ta tiếp tục xuống phần tiếp theo ở trong hoạt động 2 này, đó là cô hướng dẫn cho các bạn vẽ khóa son nha. Rồi các bạn, khi chúng ta đã có được 5 dòng kẻ và 4 khe rất là thẳng và đẹp nét nữa đúng không các bạn? Nhớ là cái khuôn nhạc của chúng ta phải bằng từ bên trái sang bên phải đều bằng nha. Đừng có cái dòng thì dài quá, dòng thì ngắn quá, nó sẽ không có được đẹp và không đúng đâu các bạn ạ. Rồi khóa son các bạn nhìn cho cô. Rồi đầu tiên thì các bạn hình dung nha, như thế này cho dễ. Các bạn hình dung ra nốt son nó nằm ở dòng kẻ số 2 được chưa các bạn? Nốt son nằm ở dòng kẻ số 2 được chưa các bạn? Rồi, mình thấy dòng kẻ số 2 đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ bắt đầu cái nét vẽ đầu tiên giống như các bạn viết chữ cờ ngược ha. Rồi, các bạn viết chữ cờ ngược, các bạn đưa lên hết cái dòng kẻ thứ 3. Chúng ta chạm vào dòng kẻ thứ 3. Sau đó chúng ta đưa xuống hình chữ cờ ngược, được chưa các bạn? Rồi, chúng ta viết một cái nét mà các bạn hình dung ra cái nét đó giống như là nét của chữ B hay chữ L đó các bạn. Rồi, chúng ta đưa lên. Chúng ta đưa đến khi đến dòng kẻ thứ 5 thì chúng ta thêm khoảng chừng 2 ô ly nữa nha các bạn. Rồi, lên chừng 2 ô ly nữa, tức là cái khoảng trống đó không nằm trong dòng kẻ nữa. Sau đó chúng ta đưa xuống cái nét giống như chữ L này. Nhưng mà L thì sẽ là ngoặc về bên phải, còn khóa son của chúng mình thì sẽ ngoặc về bên trái nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ đưa thẳng xuống và chúng ta ngoặc sang trái, được chưa các bạn? Dễ không nào? Bây giờ các bạn sẽ thử vẽ vào trong vở nhát của chúng ta một vài lần. Khi các bạn đã thấy nó đẹp và giống như là của mẫu của cô á, thì là các bạn đã hoàn thành chính xác. Còn nếu như mình chưa thực hiện được thì cố gắng kiên trì nhé các bạn, tập để vẽ cho thật đẹp. Mai mốt vào trường thì các bạn vẽ lại để cho cô kiểm tra nha. Rồi, xong phần hoạt động 2 rồi đây các bạn. Chúng ta cùng nhau sang phần hoạt động tiếp theo. Sang hoạt động này thì cô mời các bạn sẽ cùng đứng lên và thực hiện hát và múa lại bài tiếng hát bạn bè mình cho ba mẹ, ông bà và người thân mình cùng xem nha. Rồi bạn nào, nếu như chúng ta hoàn thành tốt phần biểu diễn này thì cô sẽ dành cho các bạn một tràng pháo tay thật to nha. Rồi chúng ta sẽ cùng vào hoạt động tiếp theo. Ở phần hoạt động 3 này cô dặn dò các bạn như sau nhé các bạn. Thứ nhất là chúng ta học thuộc bài hát tiếng hát bạn bè mình, hát cho đúng nhạc, đúng
lời ca. Thứ hai, cô dặn dò các bạn là cố gắng tập vẽ khuôn nhạc và khóa son cho thật tốt, bởi vì đây chính là nền tảng để sau này chúng ta học những bài học khó hơn nhé các bạn. Tiết học âm nhạc đến đây là kết thúc rồi. Cô xin thân ái chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tiết âm nhạc tiếp theo.